bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Noi gương Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát có nguyện lực lớn nhất. Ngài nói rằng, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là địa ngục chưa trống không, tôi thề không thành Phật. Chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Tinh thần này thật là từ bi. Bồ Tát đối với chúng sanh chúng ta rất là quan tâm lo lắng vô cùng, không có gì hình dung được. Phàm đối với tín đồ Phật giáo nỗ lực tu hành thì Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể trong lúc chúng ta thiền định hoặc chiêm bao mà hiện thân thuyết pháp. Tiếc thay, chúng ta không hiểu dụng tâm của Bồ Tát và cô phụ lòng từ bi của Ngài, thật là có lỗi với Ngài. Tuy nhiên, Bồ Tát cũng không giận dỗi, Ngài tha thứ cho sự si mê của chúng sinh, rồi vẫn không ngừng phổ độ chúng sinh. Khi nào độ hết chúng sinh thì Ngài mới thành Phật. Những việc Bồ Tát làm đều hướng về sự chân thật. Tuyệt đối, Ngài không có ý hư ngụy giả dối, dù nhỏ như một sợi tơ, thuần túy là để cứu độ chúng sinh được thoát khổ và an lạc. Hiện nay, chúng ta đang cử hành Địa Tạng Thất. Ai có chân tâm thì người ấy sẽ có cảm ứng, ai có thành ý thì người đó sẽ có thọ dụng. Sự thọ dụng này không phải là đắc được thần thông diệu dụng, mà là tâm mình được thanh tịnh hết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hết thì mình sẽ có cảnh giới cảm ứng đạo giao hiện tiền. Có người nói, bình an là cảm ứng, biết lỗi lầm cũng là cảm ứng. So với lúc xưa tôi hiểu biết rõ ràng hơn, đó cũng là cảm ứng. So với trước kia tôi siêng năng nỗ lực hơn, đó cũng là cảm ứng. Nói như vậy cũng không sai, chung chung là như vậy. Ha ha ha,